Xin kính chào tất cả các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về vị thuốc tiên linh tỳ, là một vị thuốc trong phương thuốc chủng tử đan. Tên thuốc là tiên linh tỳ, nhưng thường ta thường dùng tên thuốc là dâm dương hoắc. Đây là dâm dương hoắc, cây tên là dâm dương hoắc. Tên tiếng Anh là Epimedium, tên tiếng Pháp là Epimedium, tên tiếng Nga là Varianka, còn tên tiếng Trung là Yin Yang Huo Shu, tên tiếng Nhật là Ikariso. Ở Việt Nam, cây này xuất hiện tại các vùng núi cao biên giới giáp ranh Trung Quốc, đặc biệt là ở Sapa, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang. Cây thân thảo cao từ 0,5 đến 0,8 mét, chứa các thành phần gồm flavonoid, phytosterol, tinh dầu, acid palmitic, dầu béo, vitamin E, alkaloid. Được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng bổ thận, tráng dương. Dùng cho các trường hợp thận dương hư, tay chân lạnh, đau lưng, mỏi gối, tê bại tay chân, liệt dương di tinh, phụ nữ cao huyết áp ở thời kỳ mãn kinh, người cao tuổi, xuyễn khái. Từ lâu người dân Trung Quốc đã sử dụng dâm dương hoắc làm giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nam giới. Họ thường dùng 100 đến 200 gram nước sắc, tức là 10 lần liều lâm sàng thông thường của dâm dương hoắc, với rượu vang đỏ và với con mực để giúp cơ thể đỡ mệt mỏi. Nhậu rượu với mực đấy. Về nguồn gốc, cái tên ấn tượng dâm dương hoắc thì tương truyền con dê đực nếu được ăn cây này sẽ có khả năng giao phối với dê cái rất nhiều lần trong ngày. Dâm dương hoắc vị cay, ngọt, tính ấm, vào kinh, can, thận. Dâm dương hoắc được đồn đại là Viagra Đông Y, vì dịch chiết dâm dương hoắc có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Dâm dương hoắc chứa hàm lượng L-arginine cao, có vai trò tương đương như nội tiết tố sinh dục, tác dụng trực tiếp vào thùy trước của tuyến yên, kích thích sản xuất hormone nam, tăng tuần hoàn, từ đó thúc đẩy làm tăng nhanh chóng khối lượng của tinh hoàn. Bên cạnh đó, các nhóm chất có lợi như là vitamin E, axit béo, phytosterol, tinh dầu có trong dâm dương hoắc còn có tác dụng kích thích ham muốn yêu,
khả năng cương cứng dương vật lâu, ích tinh, cải thiện hiện tượng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, muộn con. Dâm dương hoắc thường được sử dụng như một vị thuốc quý, tạo nên thuốc uống chữa bệnh xuất tinh sớm. Ngoài ra nó còn cải thiện sinh lý nữ. Dâm dương hoắc có công dụng hiệu quả tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cây thuốc dân gian này còn có tác dụng cải thiện và tăng cường sinh lý nữ giới vô cùng hiệu quả. Nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy hoạt chất chính trong dâm dương hoắc làm tăng cường quá trình gây giãn cơ trơn, tăng sự lưu thông máu đến cô bé trong mặt kép đó. Từ đó kích thích độ nhạy cảm và ham muốn ở nữ giới. Đối với những phụ nữ gặp trục trặc về sức khỏe chăn gối với các triệu chứng như giảm ham muốn, kinh nguyệt không đều hay các hội chứng tiền mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, phù nề, khô âm đạo, trục trặc trong quan hệ, không đạt được khoái cảm, vân vân, thì sử dụng dâm dương hoắc là một giải pháp an toàn và hiệu quả. Ngoài việc có tác dụng tốt cho sinh lý nam và nữ, dâm dương hoắc còn có nhiều công dụng chữa bệnh khác nữa như hạ lipid huyết và đường huyết, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xấu của môi trường, giảm ho, hóa đờm, trị hen suyễn và an thần rõ rệt, làm giảm mệt mỏi, căng thẳng cho cả nam lẫn nữ, trị suy giảm trí nhớ, suy thần kinh, làm tăng tuần hoàn não, trị thiếu máu lên não. Kháng khuẩn, kháng viêm, ức chế sự sản sinh và phát triển của tụ cầu trắng, tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn. Dung dịch 1% có tác dụng ức chế trực khuẩn lao, có tác dụng kháng histamine, kháng virus bại liệt các loại 1, 2, 3 và sabin 1. Hạ áp, tăng lưu lượng máu của động mạch vành, giãn mạch ngoại vi, tăng lưu lượng máu đầu chi, cải thiện vi tuần hoàn, làm giãn mạch máu não, tăng lưu lượng máu ở não và bảo vệ tế bào tim. Tác dụng bổ yêu tất, tức là bổ lưng, gối, cường tâm lực, tức là mạnh tim, kích thích hệ tiêu hóa và bài tiết, giảm nguy cơ bị yếu sinh lý do thận hư, lợi tiểu, tán sỏi. Dâm dương hoắc quy vào kinh can thận nên nó bổ sung nguyên khí, bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, trừ phong tê thấp cho người sử dụng, nâng cao hoạt động của tuyến tiền liệt, tăng sản xuất tinh trùng. Liều dùng của nó là uống từ 4 đến 12 gram, có thể ngâm rượu và nấu thành cao hoặc làm thành hoàn, tức là viên đấy. Sau đây tôi giới thiệu các bài thuốc có dâm dương hoắc. Bài thuốc thứ nhất, trị phong đau nhức do phong thấp hoặc hàn thấp,
tay chân co quắp, tê dại. Thì tiên linh tề, uy linh tiên, xuyên khung, quế tâm, thương nhĩ tử đều 40 gram. Tán nhuyễn mỗi lần uống 4 gram với rượu ấm thì gọi là bài tiên linh tỷ tán. Bài thuốc thứ hai là trị mờ mắt, sinh màng ở mắt. Thì dâm dương hoắc và sinh vương qua, tức là lại qua lâu nhỏ có màu hồng đấy, hai vị bằng nhau tán bột, mỗi lần uống 4 gram với nước trắng, ngày 3 lần. Bài thuốc thứ 3 trị răng đau. Thì tiên linh tề nhiều ít là tùy dùng, sắc lấy nước ngậm ở miệng thì giảm được và chữa được bệnh đau răng. Bài thuốc thứ 4 trị trẻ nhỏ bị quáng gà. Thì dâm dương hoắc, văn cương Nga mỗi thứ 20 gram, trích cam thảo, xạ can mỗi thứ 10 gram, tán bột. Lấy gan dê một cái rạch thành nhiều rãnh, mỗi lần lấy 8 gram thuốc, nhét vào buộc lại, lấy đậu đen một chén, nấu ra nước một chén rồi sắc lên, chia làm 2 lần, vừa ăn và uống cho hết nước. Bài thứ 5 là trị liệt dương, bán thân bất toại. Dâm dương hoắc 40 gram, tiên mao 20 gram, sắc uống. Tiên mao tức là sâm cau đấy. Bài thuốc thứ 6 trị liệt dương nhưng mà bị tiểu nhiều lần. Thì dùng dâm dương hoắc 20 gram, thục địa 40 gram, cửu thái tử 20 gram, lộc giác xương 20 gram, sắc uống. Bài thuốc thứ 7 trị thận hư, dương nuôi, bao gồm liệt dương, di tinh, tảo tiết, phụ nữ vô sinh. Thì gồm các vị thuốc dâm dương hoắc 40 gram, ngâm vào 500 ml rượu gạo hoặc rượu nếp, 20 ngày sau đem ra uống mỗi lần 10 đến 20 ml, ngày 2-3 lần trước bữa ăn. Bài thuốc thứ 8 là trị cao huyết áp. Chỉ định chủ yếu đối với thể âm dương đều hư. Thì bài thuốc này tên là nhị tiên thang. Thì gồm tiên mao 16 gram, tiên linh tỳ 16 gram, đương quy 12 gram, ba kích 12 gram, hoàng bá 12 gram, chi mẫu 12 gram, tất cả sắc lên uống. Bài thuốc dùng tốt đối với huyết áp cao trong thời kỳ tiền mãn kinh. Bài thuốc thứ 9 trị bệnh động mạch vành. Thì ta cũng làm dâm dương hoắc tán ra thành viên, mỗi lần uống 4 đến 6 viên, mỗi viên tương đương với lá dâm dương hoắc sống là 2,7 gram, ngày uống 2 lần. Bài thuốc thứ 10 trị chứng giảm bạch cầu. Dùng lá dâm dương hoắc chế thành dạng thuốc trà, như trà đấy, bột, trà bột để pha uống, để sẵn vào cái bao, và trong mỗi lần là lấy ra uống 15 gram. Tuần đầu uống 3 cái bao đó một ngày, còn tuần thứ 2 là 2 bao đó một ngày. Liệu trình từ 30 đến 45 ngày. Trong thời gian điều trị, không dùng các thứ thuốc tăng bạch cầu và vitamin. Về kinh kỵ thì khi dùng dâm dương hoắc
Chúng ta chú ý, do dâm dương hoắc là vị thuốc thiên về nhiệt nên không được dùng ở những người bị âm hư hỏa vượng, chứng liệt dương do thấp nhiệt. Tứ hỏa dễ động, dương vật dễ cương, di mộng tinh, tiểu đỏ, miệng khô, mất ngủ, sung huyết não thì cấm dùng. Rồi đối với một số bệnh nhân, thuốc này dâm dương hoắc có thể gây tác dụng phụ như là váng đầu, nôn mửa, miệng khô, chảy máu cam. Việc ngộ độc dâm dương hoắc có thể gây co thắt và khó thở nặng bởi hoạt chất phytoestrogen trong dâm dương hoắc có thể làm loãng xương. Đã có những nghiên cứu sâu cho thấy những người đang tuổi mãn kinh mà sử dụng dâm dương hoắc thường xuyên trong 24 tháng liền thì mật độ xương sẽ giảm, nhất là ở cột sống và ở hông. Rồi rối loạn nhịp tim cũng đã được ghi nhận sau một số đàn ông sử dụng loại chế phẩm thương mại tên là Enziter có chứa dâm dương hoắc để tăng khả năng tình dục. Nghiên cứu bằng cách đo điện tâm đồ cho kết quả dâm dương hoắc có thể gây nhịp tim bất thường. Một số nghiên cứu cũng cho thấy không nên dùng dâm dương hoắc trên phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú vì có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bào thai. Khi đang cho con bú cũng nên tránh vị thuốc này. Bệnh nhân có huyết áp thấp nếu sử dụng dâm dương hoắc có thể tụt huyết áp gây ngất xỉu vì nó có tác dụng hạ huyết áp, mà huyết áp đã thấp rồi thì lại hạ xuống nhiều quá thì là có thể gây ngất xỉu. Chính vì vậy không dùng chung nó với các loại thuốc hạ áp như là captopril, capoten, enalapril và tên còn có tên là vasotec, Losartan có tên là Cozaar, Vansartan có tên là Diovan, vân vân, những loại nhiều loại thuốc mà Tây hay sử dụng. Cũng không dùng chung với thuốc làm chậm đông máu, thuốc chống đông hủy tiểu cầu như aspirin, diclofenac, ibuprofen, naproxen, heparin, warfarin của Tây y vì sẽ có nguy cơ chảy máu kéo dài và làm cơ thể bị thâm tím. Lưu ý, độ an toàn của dâm dương hoắc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, cơ địa, tình trạng sức khỏe, bệnh lý. Cho nên mặc dù dâm dương hoắc rất là quý nhưng mà chúng ta nên dùng với sự hướng dẫn của y bác sĩ. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.